chào bạn ơi, vai xanh vai cùng nhau tin bước. Vậy là nghe rồi đó, dụ tôi rồi. Mình chơi gì ta? Chơi gì cho vui nè. Đứng lên ngồi xuống nha. Chơi gì mà dễ thế hoài. Dễ quá hả? Thôi bây giờ mình chơi khởi động một cái trò chơi nhỏ. Thiệt á, tôi nói khóc thiệt á chứ không phải giỡn đâu ạ. Khi mà tôi nói từ tôi bảo á thì các bạn mới làm theo nha. Bây giờ mình nháp cái đi ha. Khi mà tôi bảo á. Vỗ tay một cái. Cái nữa. Đó, thấy không? Chấm nhóc là có từ tôi bảo không? Đó, bây giờ là bạn nào mà không nghe kỹ là bạn đã chết nha. Bây giờ bắt lên đây phạt đàng hoàng nha. Bắt lên đây phạt đàng hoàng nha. Rồi chưa? Chuẩn bị tinh thần. Tôi bảo các bạn gờ cái lỗ tai người kế bên. Gờ thôi nha, đừng có nhéo nha. Nhéo nó quýnh á. Ngồi sát sát này. Tôi bảo. Tôi bảo các bạn thò cái tay đụng cái chân trái. Đúng không? Có ai đụng không? Thôi, được rồi các bạn ngồi xuống đi. Bây giờ cái người mà lên đây á là bắt hộ anh nha. Tôi bảo các bạn ngồi xuống. Tôi nói con cò cho các bạn đưa chị nữa không? Một cánh tay đi nha. Một cánh tay thẳng. Nhìn trước thẳng. Bỏ vô cái lỗ tai của bạn cái bên nha. Rồi. Chuẩn bị. Mổ bên cái lỗ tay phải nha. Rồi vô nè, chuẩn bị. Con cò đưa cái tay lên. À, có cái cẳng. Cong cái cổ thì đưa cao lên. Cong cái cổ. Cao lên nữa. Đây mổ đây, một cái cốc đây. Không biết à. Rồi đằng sau quay mổ người ta hả? Giờ lại mổ lại chứ đúng không? Em mổ ai đâu em vô. Co cái cẳng. Cẳng đau thử. Rồi, cong cái cổ, cao lên. Mổ. Đồng chí Quyền ở trong công an thị xã Duyên Hải sẽ tuyên truyền cho chúng ta về các quyền lực nha các bạn. Chưa nói gì luôn á. Mày bán cho nó vui đi. Chụp em nè. Hết kẹo chưa? Kính chào các em. Thì tôi muốn giới thiệu anh tên là Nguyễn Sở Văn Thành, đoàn thanh niên Sở Văn Thành tổ chức ngày hội hè ở đây. Trong đó anh được phân công là tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em, an toàn giao thông cũng như là phòng chống tác hại của ma túy. Thì đây chính là ba vấn đề mà hiện tại đang nổi lên trên địa bàn tỉnh của chúng ta. Các em đang ở xã nào ạ? An Thành có gì ạ? Cái gì lớn nhất ạ? Cái gì lớn? Địa bàn xã An Thành thì tương lai tới là nhà máy nhiệt điện sẽ vực dậy cái nền kinh tế của xã chúng ta. Thì kèm theo đó khoảng nhiều người em biết là thì khoảng vài ngàn người con số. Ở đang gặp sát các em có gì các em biết không ạ? Dùng ma túy thì đang gặp thường có gì ạ? Thấy ba mẹ, cha em hút thuốc, cha thường mang theo cái gì ạ? Còn gì nữa ạ? Đúng rồi, đó là hai thứ phục vụ hút thuốc đúng không ạ? Các bạn học sinh sử dụng ma túy á, thì lúc nào cũng có nè, cái chết đó biết không? Ông chết. Rồi những gói nhỏ là chứa ma túy hoặc là cái gói
có những cây cỏ mà người để người dưới 16 tuổi là ngày mà thấy cái này thường nhõng nhẽo xin cái gì vậy? Đi dùng nào ạ? Đi dùng nào ạ? Các em muốn dùng nào không được đụng nhau ạ? Hôi lớn là dùng nào trước ạ? Thôi, thằng tới trước đi, dùng nào ạ? 1, 2, 3, dùng nào? Dùng 1. Nào ạ, cho dùng 1 rồi là chắc em thấy ạ. Dùng 4. Đó à, lại câu dùng đó nhớ à, chúng ta tự... Đó là dùng 1. Rồi, thằng thứ hai coi dùng nào ạ? Dùng 3. Xây lỗi. Xây lỗi hả chứ gì sao? Xây lỗi. Vậy thôi, vậy được rồi, vậy biết rồi. Đó là dùng 3 đâu? Dùng ơn sao? Ừ. Đúng rồi. Ngồi xuống. Rồi, xong chưa? Rồi, được rồi. Rồi xong rồi đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Sáng sớm các em hỏi dùng vậy. Ừ, cho bánh đâu vậy? Nghe đây, anh muốn bắt một bé ở Hồng Nước. Mày gặp nhau cùng thuyết pháp là anh phải được. Đó không? À. Thì nó có thời gian, đủ thời gian để chúng ta kêu cứu rồi, mọi người chạy đến cứu chúng ta là tốt nhất. Đúng không? À, ở trường các em có rồi, ở trường các em tiểu học có rồi. Có nước rửa tay, có máy rửa tay không ạ? Có, cái máy rửa tay tự động do anh Quyết sáng chế á, Quý Ú á, Quý Ú lại sáng chế á. Đúng không ạ? Sáng chế máy rửa tay tự động. Quý chồng em. Ừ. Mình đính mày. Thì bây giờ là tình hình dịch bệnh là đang diễn biến phức tạp ở địa bàn cả nước, đặc biệt là vùng dịch bây giờ là tâm dịch ở đâu các em biết không? Tại sao? Tại vì họ chưa hết thời gian cách ly 14 ngày thì mầm bệnh có thể trong ngày họ, thì đến ngày 14 họ mắc bệnh thì chúng ta được phần chúng ta sẽ được sao? Được mời đi cách ly chung, cách ly ở đâu đúng không? Ở đây chúng ta có tại cách ly ở bên xã Thượng Hòa. Hôm nay thì chỗ bên xã đoàn có tổ chức cái buổi mà sinh hoạt ở địa bàn dân cư, cái nội dung về cái phần tuyên truyền về cái đuối nước để chúng ta trong cái dịp hè, mà chúng ta khi chúng ta về chúng ta nghỉ hè để chúng ta làm sao chúng ta thực hiện cho tốt và đảm bảo được cái phần này. Rồi nãy giờ là chúng ta ngồi nghe rồi thì nãy giờ có mỏi tay mỏi lưng mỏi gì không, muốn nghỉ không hả? Bây giờ mình nghỉ, mình sẽ thư giãn ha, thư giãn trong vòng khoảng 5 phút. Nhưng mà rồi bây giờ mình nói chung là ở đây là tất cả các em ha, rồi mình lớn có nhỏ có mình bây giờ mình quay trở lại là quay trở lại tuổi thơ ha, hồi còn bé tí, không có một con vịt người lớn rồi. Rồi, à, bây giờ chúng ta còn nhớ cái bài hai bàn tay của em không? Hả? Rồi bây giờ chúng ta nói trước em. Hai bàn tay hai con bướm xinh xinh. Được chưa? Khi em giơ lên cao thì bấm bay sinh thế, khi em đưa tay xuống thì con bướm đầu trên cành hồng. Được chưa? Rồi lên cao thì bấm bay sinh thế, khi em đưa xuống thấp thì con bướm đậu trên cành hồng. Được chưa? Rồi chuẩn bị, rồi chúng ta sẽ hát từ đầu ha. Hai bàn tay của em nay em mua cho mẹ xem, hai bàn tay của em như cây bướm xinh xinh. Rồi chúng ta vừa vỗ tay, hai bàn tay của em nay em múa cho mẹ xem, nhớ không? Vỗ tay nha, 2, 3. Hai bàn tay của em nay em múa cho mẹ xem, hai bàn tay của em như cây bướm xinh xinh, khi em đưa tay lên thì bướm bay xinh thế, khi em đưa tay xuống thì con bướm đậu trên.
Đậu đâu? Đậu đâu? Đậu trên đùi bạn mình. À, chỉ nghe cái đùi nghe. Đậu trên đùi là chỉ đùi, đậu mặt, chỉ mặt mà thầy nói. Được chưa? Rồi, chuẩn bị, 2, 3. Hai bàn tay của em nay em mua cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như con bướm xinh xinh. Khi em đưa tay lên thì bướm bay xinh thế. Khi em đưa tay xuống thì con bướm đậu trên. Đậu trên. Rồi chúng ta sẽ hỏi đậu đâu. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Đi này này đó. Của em nay em mua cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như con bướm xinh xinh. Khi em đưa tay lên thì bướm bay xinh thế. Khi em đưa tay xuống thì con bướm đậu. Đậu. Đậu trên má bạn mình. Đậu ơi, đậu ơi, đậu ơi, đậu, đậu lên liền, chỉ vô má bạn mình liền. Chỉ vô liền, chỉ vô liền. Rồi, tất cả chúng ta mời tất cả các em đứng dậy. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Rồi, chúng ta lấy miệng chúng ta có hồng vỏ không? Ờ, có hồng vỏ phải không? Ờ, có hồng vỏ có lý. Ủa, sao mấy lớn? Rồi, mấy em này bắt đầu, chuẩn bị. Mấy bạn có hồng vỏ. Được chưa? Đưa hai. Đưa gì mấy đứa, được chưa? Rồi, đá ngón cái rồi mấy sao? Đưa ngón cái mấy sao? Đưa hai tay về phía trước. Rồi, chuẩn bị. Hai tay bơi. Bơi. Rồi đây, chú thế này. Biết bơi đó là bơi gì không? Hả? Bơi đó. Bơi đó là bơi lội. Đi đờ, đi đâu? Đi làm cái gì? Đi đó làm cái gì? Ha? Cái đó là chúng ta còn ngồi dưới những cái mái trường ở tiểu học cũng như là ở trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thì chúng ta khi đi thì chúng ta nhớ cái câu của thầy: đi thưa về trình. Tức là khi mình đi mình thưa cha mẹ đi đâu đó, về mình phải trình. Đó. Rồi bây giờ các em nghe thầy hỏi một số câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: khi chúng ta gặp một bạn bị đang ở dưới một cái hồ sâu, đang chơi với dưới một cái hồ sâu, tức như là người đó bị đuối nước, thì chúng ta sẽ làm gì trước tiên? Rồi mời. Dạ thưa thầy, là kêu người lớn. Rồi kêu người lớn. Đồng ý không em? Đồng ý thì vỗ tay. Rồi còn bạn nào nữa không? Nếu như ở khu vực đó là không có người lớn. Hả? Nếu như ở khu vực đó không có người lớn thì chúng ta xử lý như thế nào? Nói mà chúng ta chạy, nói mà chúng ta ví dụ như ở một cái hồ nào đó nằm ở cách xa khoảng chừng 2 cây số rồi mới có cái khu nhà ở, mà chúng ta chạy từ đó cho đến kêu được người lớn là coi như là cách xa là coi như vậy là bạn kia chết queo luôn rồi đó. Bây giờ là mình xử lý như thế nào? Nhất là những mấy bạn mà chúng ta nhỏ thì mình không nói gì rồi, nhưng mà những bạn lớn nè, bây giờ xử lý như thế nào đây? Hả? Sao đây? Rồi, đây. Rồi, cứ trả lời. Dạ, thầy là em kiếm một cái thùng xốp để em chọi xuống cho nó bơi lên thầy. Kiếm một thùng xốp, chọi xuống cho bơi lên. Đu lên thầy. Ờ, cho đu lên. Cái đó cũng là một cái nội dung rất là hay. Từ tại vì thùng xốp là không thể nào chìm được. Đó là tìm một vật nào đó mà nó có độ nổi trên mặt nước để quăng xuống cho người đó. Cái tiếp nữa là gì? Áo phao đâu đó. Như nhánh cây nó ngắn quá, lấy sợi dây cột nối lại giữa cây này với cây kia, chúng ta quăng ra và chúng ta đứng trên bờ, chúng ta kéo người đó lên. Được chưa? Hả? Không có dây mình tìm cây. Trong mình, trong cơ thể mình có gì?
Ví dụ như là chúng ta đang đi mà chúng ta thấy một quả bạn nào đó, ta lột quần dài ra, quăng một ống thuốc, rồi chúng ta kéo hoặc là cái áo chúng ta sẽ nối lại sợi dây dài. Nhưng mà chúng ta phải đảm bảo sự an toàn của chúng ta ở trên bờ. Được chưa? Okay. Một người sẽ ở đó và sẽ nối những cái thành cây đó lại.